Tình hình mới nhất, Hải Như mất tích 31 ngày trước, gia đình dừng tìm dưới nước, lên bờ tìm kiếm. Thời gian vừa qua, vụ việc cô gái tên LHN, sinh năm 1999, ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, mất tích bí ẩn, đã gây xôn xao dư luận. Suốt một tháng thuê thợ lặn tìm dưới nước, gia đình vẫn chưa có thêm bất cứ manh mối gì về HN ngoài chiếc dép và túi sách chứa giấy tờ tùy thân. Vào ngày thứ 31, cô gái trẻ mất tích, mọi người đã dừng việc tìm dưới nước và tập trung lên bờ với hy vọng sẽ nhanh chóng tìm thấy cô gái. Nhiều người đã tới giúp sức để cùng gia đình tìm kiếm cô gái mất tích. Trong đó, một người dùng mạng xã hội đã tham gia. Đi theo tìm kiếm HN, mới đây đã chia sẻ đoạn clip gia đình cô gái mang theo bờ sông khu vực cầu Cù Sơn, Hoài Đức, lục từng bụi cây để tìm kiếm. Tài khoản này cho biết, ngày thứ 31, HN, cô gái mất tích ở Hà Nội, vẫn chưa được tìm thấy. Hôm nay, gia đình tạm dừng việc tìm kiếm dưới nước và tập trung tìm trên bờ. Xung quanh khu vực nghi ngờ mất tích, từng ngọn cỏ, bụi cây được bới tung nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Theo đó, có rất nhiều người đồng hành cùng gia đình để tìm tung tích của cô gái trẻ. Họ đi khắp các nơi khả nghi, lục tung từng bụi rậm với mong muốn có thể tìm ra HN. Không những vậy, một nhóm người còn đào cả đất lên nhưng vẫn chẳng có chút manh mối gì. Chẳng biết đến bao giờ gia đình mới có thể tìm thấy con. Đến những người không cùng máu mủ còn thấy xót xa thay. Suốt hơn một tháng tìm kiếm con gái, bố của HN cũng lộ rõ vẻ tiêu tụy, buồn bã. Ông cho biết hiện tại gia đình không còn biết tìm con ở đâu ngoài khu vực này nữa. Dù hiện tại không có phương hướng, nhưng ông vẫn cố gắng hết sức để tìm kiếm, không thể nằm ở nhà chờ đợi được. Trong ánh mắt của người bố hiện rõ sự buồn bã, lo lắng. Nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay con mất tích, tìm thế nào cũng không được, thì trong lòng người làm cha, làm mẹ sao có thể an yên. Từ ngày gia đình đăng bài thông báo tìm người thân, nhờ sự giúp đỡ thì đã có rất nhiều người xa lạ có lòng tốt đến giúp gia đình tìm kiếm HN. Thế nhưng, suốt hơn một tháng qua, sự nỗ lực của gia đình, mọi người và cơ quan chức năng vẫn chưa có kết quả. Hiện tại, gia đình HN đã kiệt quệ cả kinh tế lẫn tinh thần suy sụp, chỉ mong sớm tìm được tung tích của cô gái trẻ. Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ, giờ này không có tin tức gì, chắc là không có điều kỳ diệu xảy ra. Rất mong tìm được em để bố mẹ an tâm mà thôi. Hy vọng em sống khôn, chết thiên thì chỉ đường dẫn lối cho người nhà tìm được em để mang em về. Thương cho em gái quá, hy vọng gia đình sẽ sớm tìm được em để có thể an lòng cho bố mẹ em. Chứ nhìn gia đình cũng cạn kiệt về sức khỏe, tinh thần lẫn tài chính rồi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vụ việc lần này? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.